nhất chỉ có một trường hợp nói dối mà không có phạm tội, đó là để cứu nguy cho cái người mà đang gặp hiểm nạn. À, mà cái này mình cũng phải phân biệt rõ nữa, cái người đang gặp hiểm nạn đó là người lành hay người dữ. Ví dụ tên cướp ngân hàng, nó đang chạy trốn, cảnh sát đang truy lùng, mình còn cứu nó, mình nói dối, nó qua nó bắn hết chết nguyên một vàng, cái này là cũng không đúng. Nhưng mà cái người thật sự mà đang gặp hoạn nạn, cái người thật sự đang cần sự giúp đỡ, thì cái lúc này mình nói dối thì mình mới không phạm nha. Còn bữa trước cô có giải thích rồi, bác sĩ mà nói dối là bệnh nhân giai đoạn cuối rồi, có phạm lỗi hay không, thì cái bài thập thiện nghiệp với cái bài ngũ giới lần trước cô đã giải thích kỹ rồi, không lặp lại. Vậy còn thêm một câu hỏi nữa, vậy con cái mà khi rơi vào cái hoàn cảnh là phải ra tòa làm nhân chứng cho ba hoặc mẹ mình, nếu nói thiệt thì cha mẹ sẽ bị phạm tội, ghép tội và đi tù. Nếu nói sai thì mình phạm lỗi nhân quả. Vậy thì làm sao đây? Có người bữa trước hỏi cô câu này, sau khi mà nghe pháp thoại xong thì có nhắn tin hỏi. Thì cái này là cái lựa chọn của mình thôi. Hôm trước cô có nói rõ, rất rõ là bốn cái chi để cấu thành nên cái tội nói dối rồi, đúng không? Bốn cái chi để cấu thành nên cái tội nói dối là bao gồm mấy chi? Mấy chi nhớ không? Có bốn chi đó. Tức là có một việc sai sự thật, chúng ta có tâm muốn nói sai sự thật, chúng ta đã nói sai sự thật và đã khiến người nghe tin vào cái điều sai sự thật đó. Khi mình hoàn thiện đủ bốn cái yếu tố này, mình cấu thành nên cái tội nói dối. Vậy thì nếu như có một sự việc là cha hoặc mẹ ruột của mình đã làm sai mà mình nói là không sai, vậy cái điều này là đã có sai sự thật chưa? Có rồi nè. Mình có tâm muốn nói sai sự thật không? Có. Nói sai để cứu cha mẹ nè. Mình đã nói sai sự thật không? Nói luôn, nói trước tòa nữa. Mình là nhân chứng. Và đã khiến người nghe tin vào điều sai sự thật không? Qua tòa tin vào lời là nhân chứng cho nên mới tha tội cho bố mẹ mình. Vậy là người ta tin lời nói dối của mình. Vậy có tác thành đủ bốn chi không? Mà cái này thì sao? Chữ hiếu nữa. Bên tình bên hiếu nữa. Đúng không?